Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thay mặt những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Không khí đón giao thừa của người dân các địa phương trong tỉnh. Năm 2022, tỉnh Hòa Bình đạt nhiều thành tựu kinh tế xã hội nổi bật. Mừng tuổi dịp Tết Nguyên đán, một phong tục lâu đời của người Việt. Trung Quốc tổ chức những bữa tiệc bàn dài đón chào Tết Nguyên đán. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí se lạnh đêm giao thừa của Xuân Quý Mão 2023, người dân thành phố Hòa Bình đã hào hức ra đường để đón một mùa xuân mới và thưởng thức màn bắn pháo hoa trong niềm vui hân hoan hạnh phúc cùng với những lời chúc cho một năm mới với mọi điều tốt đẹp. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong điều kiện thời tiết lý tưởng của đêm giao thừa, không khí chào đón năm mới Quý Mão 2023 ngập tràn nơi nơi. Khi thời khắc năm cũ đang dần trôi đi, các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố lung linh sắc màu, ánh sáng rực rỡ với những khẩu hiệu, biểu ngữ đèn trang trí. Đường phố dường như nhộn nhịp tấp nập hơn để di chuyển đến khu trung tâm. Địa điểm check-in mới lần đầu tiên xuất hiện trong dịp năm mới là khu biểu tượng linh vật của năm Quý Mão 2023 tại quảng trường, được nhiều người dân lựa chọn là nơi vui chơi và check-in trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Những gam màu rực rỡ tượng trưng cho một mùa xuân mới, bởi thế mà lòng người cũng rộn ràng hơn. Điểm đặc biệt của đêm giao thừa năm nay là sau 2 năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình bắn pháo hoa không được tổ chức, thì năm nay tỉnh Hòa Bình đã tổ chức bắn pháo hoa sớm. Ai cũng cố gắng hoàn thành công việc nhà thật sớm để tới các điểm bắn pháo hoa và cố gắng lựa chọn cho mình một vị trí thuận lợi để theo dõi màn bắn pháo hoa chào đón năm mới đẹp nhất. Mặc dù thời tiết càng về đêm càng lạnh, nhưng người dân thành phố Hòa Bình tập trung rất đông tại khu vực cầu Hòa Bình 1. Đúng 22 giờ, những màn pháo hoa đầu tiên đã rực sáng trên bầu trời thành phố Hòa Bình. Theo cá nhân tôi thì đây là chủ trương rất là hay, bởi vì là người dân ở khắp mọi miền có thể là đến đây để xem màn bắn pháo hoa rất là tưng bừng như thế này, rồi sau đó có thể quay trở về nhà để cùng gia đình mình đón cái giây phút giao thừa cùng với người thân của mình. Tôi mong muốn gia đình mình sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, công việc thuận lợi, mọi sự thành công và may mắn, bình an cho đến với tất cả mọi người. Và sau thời gian dịch bệnh này không có được Tết trọn vẹn ấy, nên bây giờ chúng tôi đón cái Tết trọn vẹn này chúng tôi cũng rất là vui. Cũng cảm ơn tỉnh đã tạo điều kiện để cho dân tình chúng tôi đón một cái Tết vui vẻ như này. Trong thời khắc thiêng liêng giao hòa đất trời và lòng người, pháo hoa rền vang rực sáng khoe sắc trên bầu trời thành phố Hòa Bình. Màn pháo hoa chào mừng xuân mới Quý Mão 2023 kéo dài 15 phút. Năm nay toàn tỉnh có 7 điểm bắn pháo hoa, trong đó thành phố Hòa Bình có 2 địa điểm tại cầu Hòa Bình 1 và sân vận động phường Kỳ Sơn. Nhiều người đã tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đêm giao thừa của năm Quý Mão 2023 với một tâm thế hân hoan, vui vẻ, lạc quan để chào đón năm mới vạn sự tốt lành, hy vọng cho năm mới gặp nhiều may mắn và thành công. Em mong ước là gia đình mình vẫn luôn vui vẻ, sống sức khỏe mạnh và luôn luôn có thể là cùng em có thể ngắm được những phút giây hạnh phúc này. Sang năm mới, con muốn ông bà khỏe hơn ạ, con mong là sẽ học giỏi hơn ạ. Thời khắc giao thừa, đất trời chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, niềm vui như được nhân đôi khi mọi người cùng bạn bè, người thân chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ năm mới, cầu mong may mắn đến với bản thân, gia đình và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc mừng năm mới! Happy New Year!
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 dịch COVID-19 được kiểm soát, các cơ sở sản xuất hoạt động kinh doanh sôi nổi trở lại. Người dân thì vui mừng, phấn khởi chào đón một mùa xuân mới, hòa vào tiết xuân trong không khí chuyển giao sang năm mới. Tôi có thể cảm thấy không khí đón xuân đang tràn ngập trên khắp các nẻo đường, đến với mỗi nếp nhà và trên khuôn mặt của mỗi người. Và hình ảnh màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời như báo hiệu cho khởi đầu một năm mới với niềm tin, hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta cùng chào đón năm mới Xuân Quý Mão năm 2023. Đón chào năm mới Quý Mão 2023 trên địa bàn tỉnh có 7 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại 6 huyện thành phố. Thời gian bắn 15 phút từ 0 giờ 00 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 22 tháng 1 năm 2023, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Riêng thành phố Hòa Bình tổ chức bắn pháo hoa sớm hơn vào lúc 22 giờ. Trong không khí se lạnh của mùa xuân thuận lợi cho người dân cùng gia đình bạn bè đổ về các địa điểm trung tâm để cùng nhau đợi chờ đếm ngược thời gian đến thời khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới, cùng bên nhau thưởng thức các màn bắn pháo hoa đêm giao thừa chào năm mới Quý Mão 2023. Ước vọng về một năm mới may mắn, tất cả các địa phương trong tỉnh đều tổ chức chương trình văn nghệ vui chơi giải trí tại khu trung tâm, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân trong đêm giao thừa, tạo không khí phấn khởi cho nhân dân vui xuân đón Tết. Hàng nghìn người có mặt tại các điểm bắn pháo hoa đã chào đón năm mới trong niềm vui hân hoan, tất cả cùng cầu chúc cho một năm mới thật nhiều thành công và hạnh phúc. Cùng với chương trình Tết sum vầy được các địa phương tổ chức trước đó, việc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa của các địa phương năm nay đã tạo ra không khí phấn khởi, vui tươi, hân hoan chào mừng xuân mới. Vào dịp đầu năm mới, đông đảo người dân đã dành thời gian đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao của người trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, xây dựng cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, đi lễ chùa đầu năm và dâng hương tượng Bác Hồ đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người dân Hòa Bình. Để phục vụ người dân, công ty Thủy điện Hòa Bình phối hợp với công an thành phố Hòa Bình bố trí lực lượng trực phân làn đậu đỗ xe để phục vụ người dân đến dâng hương tượng Bác Hồ được thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, trong tâm thức người Việt từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ chào đón năm mới mà còn mang đậm nét tâm linh tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng gia tiên, sáng mùng 1 Tết, người dân Việt Nam thường đi lễ chùa để cầu phúc cầu may cho gia đình, mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Sáng mùng 1 Tết Quý Mão 2023, thời tiết rất thuận lợi cho việc đi lễ chùa và du xuân đầu năm. Tại chùa Phật Quang Hòa Bình, ngôi chùa lớn tại thành phố Hòa Bình, đã có rất nhiều người đi lễ chùa. Với người Việt, đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ là ước nguyện cầu được ước thấy, mà ở đó con người ta có được giây phút quý giá để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại sau lưng bao nhọc nhằn vất vả sau một năm cũ, để khởi đầu một năm mới với bao điều tốt lành. Tiên thì gia đình cũng đi viếng chùa, cầu một năm cho là gia đình vui vẻ, mạnh khỏe. Tất cả là sau rồi thì là toàn thể đất nước và mọi người là được đều an khang thịnh vượng. Và xua đuổi tất cả những cái gì xấu xa đi để cho toàn thể gia đình và cũng như tất cả là xã hội của đều được mạnh khỏe, vui vẻ. Người Việt Nam quan niệm mua muối đầu năm gia đình sẽ gặp nhiều điều may mắn, gia đạo hiếu thuận, ấm áp. Nên vào ngày đầu tiên của năm mới, nhiều người đã mua muối để lấy may mắn ấm no, hạnh phúc cho cả năm. Mọi người luôn luôn là mong muốn một năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Và như các câu mà các ông bà ta ngày xưa đã nói là đầu năm mua muối ấy, thì cũng là cầu mong một năm mới luôn luôn mặn mà và ấm áp ạ. Năm 2022 qua đi với tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh sôi động trở lại, người dân trở lại cuộc sống bình thường mới. Việc đi chùa đầu năm mới cũng được nhiều gia đình lựa chọn như là dịp để gia đình cùng bên nhau, cùng hướng về một năm mới nhiều điều tốt đẹp sẽ đến. Tết này thì cả gia đình chúng tôi lên chùa để cầu an cho cả gia đình. Đầu năm thì được mạnh khỏe, được Phật Pháp tăng phù hộ độ trì cho chúng tôi. Mạnh khỏe cho gia đình được bình an, các cháu ngoan ngoãn học hành, con cái công tác tốt. Ngày mùng 1 Tết, ngày khởi đầu năm mới, trong không gian của cửa Phật, mọi người thành tâm hướng về nguồn cội, gạt bỏ những lo âu phiền muộn của năm cũ, cùng ước nguyện một năm nhiều may mắn hạnh phúc, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Mặc dù những tháng đầu năm 2022 dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tác động lớn đến sản xuất kinh doanh, song dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội một năm qua của tỉnh Hòa Bình. Năm 2022, trong bối cảnh khó khăn, thách thức lớn, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng giá xăng dầu, chi phí đầu vào, vận tải tăng cao, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, thống nhất, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, đồng thời ứng phó, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, vừa tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đã có những bước bứt phá ngoạn mục, có 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9,03%, GRDP bình quân đạt 66,7 triệu đồng trên người, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6.410 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1.400 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,99%. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí nông thôn mới trung bình trên một xã đạt 16 tiêu chí. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh xếp thứ 25 trên 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính xếp thứ 36 trên 63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, năm 2022, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, toàn tỉnh đã thu hút được 75 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 35.000 tỷ đồng. Du lịch từng bước phục hồi. Tổng khách du lịch đến tỉnh Hòa Bình trong năm 2022 tăng 98,5% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022 cũng là năm đánh dấu những bước tiến nổi bật khi các sản phẩm chủ lực của tỉnh Hòa Bình được xuất khẩu sang thị trường các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và thị trường EU, với tổng giá trị hàng hóa đạt trên 518 tỷ đồng, tăng 103,92% so với năm 2021. Và ngay trong những ngày đầu năm 2023, cam Cao Phong lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Anh, đánh dấu sự nỗ lực vượt khó của nông nghiệp Hòa Bình. Khai cái chỉ đạo của chính phủ là ngày 15 tháng 3 là thích ứng an toàn trong công tác phòng chống dịch, thì chúng ta có cái giải pháp là tập trung là tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cho các nhà đầu tư đến với tỉnh. Thế và chúng ta có những cái triển khai về cái chương trình, về cái phát triển, về cái du lịch. Cho nên là cái năm 2022 này thì du lịch của chúng ta là tăng trưởng khá. Cái thứ hai nữa là cái giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh của chúng ta cũng tăng trưởng khá. Bên cạnh đó, trong năm, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành xong việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết liệt chỉ đạo công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Trong năm, nhiều sự kiện văn hóa quan trọng đã được tỉnh Hòa Bình tổ chức sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Điều này đã góp phần quảng bá mạnh mẽ cho hình ảnh của tỉnh Hòa Bình, du lịch phục hồi mạnh mẽ. Tổng khách du lịch đến tỉnh Hòa Bình năm 2022 đạt 2,58 triệu người, tăng 98,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tập trung cho các dự án hạ tầng, giao thông kết nối vùng, tạo sức lan tỏa lớn và các dự án hứa hẹn tạo những đột phá mới trong phát triển kinh tế. Kết quả đó khẳng định vị thế, vai trò lãnh đạo vượt qua thách thức, tạo tiền đề để năm mới 2023, Hòa Bình phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%, GRDP bình quân đầu người đạt 70,9 triệu đồng trên người, thu ngân sách nhà nước đạt trên 7.200 tỷ đồng. 2023 là cái việc mà kinh tế vĩ mô ổn định cũng là những cái bước phát triển để chúng ta có nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn đầu tư, rồi là các cái thị trường như thị trường bất động sản cũng được phát triển, thì như vậy đúng tạo điều kiện cho chúng ta để phát triển kinh tế xã hội. Thì ngoài ra cái việc mà tiếp tục là chúng ta
phải làm nhanh các cái thủ tục về đầu tư công, rồi là vấn đề giải ngân vốn đầu tư cũng rất là quan trọng. Từ đó thì mới tăng trưởng kinh tế xã hội một cách bền vững và thu hút đầu tư, rồi là ngân sách cũng tăng bền vững, việc làm cũng bền vững. Chính cái việc đó thì khoảng 5-10 năm nữa thì chúng ta có cái cơ hội để phát triển tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tỉnh Hòa Bình còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 là rất lớn. Song với tinh thần và ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ là nền tảng vững chắc để tỉnh Hòa Bình hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay: mừng tuổi dịp Tết Nguyên đán, một phong tục lâu đời của người Việt. Mo mường nghi lễ trong ngày Tết của người Mường. Thưa quý vị và các bạn, lì xì hay mừng tuổi dịp Tết Nguyên đán là một phong tục lâu đời của người Việt. Dù là Tết xưa hay Tết nay, tục lệ này vẫn luôn được gìn giữ và trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong những ngày Tết với những lời chúc tốt đẹp nhất. Trong ngày đầu năm mới, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về phong tục đẹp này. Tặng tiền mừng tuổi hay còn gọi là lì xì vào dịp Tết Nguyên đán là một phong tục phổ biến ở các nước Á Đông, trong đó có Việt Nam. Vào những ngày Tết, người lớn thường tặng cho trẻ một khoản tiền nhỏ, bỏ trong phong bao, in hoa văn rất đẹp, thường có ý nghĩa tượng trưng cho may mắn và tài lộc, chúc cho các con một năm mới nhiều sức khỏe, may mắn và bình an. Thì tôi thấy là cái lì xì năm nay nó nhiều mẫu mã, nó đẹp hơn. Thì trong 3 ngày Tết thì nhà nào cũng phải có như một ít lì xì. Để cái thứ nhất là mừng thọ cho các cụ có tuổi. Cái thứ hai nữa để cho vào trong bao, để mừng cho các cháu, để nó vui vẻ, vui xuân ngày Tết. Mua cái phong bao lì xì để về Tết cho các cháu, mừng tuổi cho các cháu. Ngày năm nay thì mẫu mã rất là đẹp, có rất là nhiều loại, cũng mong được một cái Tết an khang thịnh vượng và đem nhiều may mắn đến cho mọi người. Ở Việt Nam, Tết Nguyên đán mang ý nghĩa sâu sắc là Tết sum vầy. Vào những thời khắc đầu tiên của năm mới, những người thân trong gia đình sẽ dành cho nhau những lời chúc tụng tốt đẹp nhất. Con cháu sẽ chúc thọ bố mẹ, ông bà. Ông bà sẽ lì xì cho con cháu. Các thành viên trong gia đình mừng tuổi cho nhau và gửi gắm mong ước tốt đẹp sẽ đến với người được mừng tuổi. Số tiền trong mỗi bao lì xì chỉ mang tính tượng trưng như phát vốn đầu năm, luân sư. Khi đi chúc Tết ở nhà khác hoặc có trẻ đến chúc Tết, người lớn cũng mừng tuổi cho các con. Phong tục lì xì ngày Tết không giới hạn trong ngày mùng 1 mà kéo dài suốt 3 ngày đầu năm hoặc dài hơn. Việc lì xì ngày Tết có ý nghĩa như là một lời chúc, mong muốn những điều tốt lành nhất đến với mọi người. Việc để tiền lì xì trong bao thể hiện sự kín đáo. Lì xì thường màu đỏ với ý nghĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng, cát tường, mang lại tài lộc và may mắn cho người nhận. Ngày nay, hình thức bao lì xì phong phú hơn xưa rất nhiều. Khi ngày mùng 1 Tết đầu năm này, tôi đã lì xì cho chồng tôi này, các con của tôi và các cháu tôi. Và trong những bao lì xì đó, số tiền không quan trọng, nhưng ý nghĩa của nó là tôi chỉ mong muốn một điều: mạnh khỏe, hạnh phúc và may mắn cho chồng, con và các cháu. Con thấy rất vui khi được nhận lì xì ạ. Từ ông bà, bố mẹ, con sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan để không phụ lòng ông bà, bố mẹ. Từ bao đời nay, lì xì hay còn gọi là mừng tuổi đã trở thành một nét đẹp không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến. Những phong bao lì xì nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng chứa đựng nhiều tâm ý lớn lao của người trao tặng. Đó vừa là biểu trưng của sự may mắn, vừa hàm chứa tình cảm giữa người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Hãy cùng dành cho nhau những thông điệp ý nghĩa để phong tục này giữ được trọn vẹn giá trị văn hóa lâu đời của nó. Thưa quý vị và các bạn, được vun đắp qua bao thế hệ, Tết cổ truyền của người Mường mang những nét đặc trưng riêng, tạo nên giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc của dân tộc. Trong đó, mo khấn tổ tiên ngày Tết chứa đựng ý nghĩa nhân văn, đạo hiếu sâu sắc là một phần không thể thiếu trong những ngày quan trọng này.
Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những nghi lễ đón Tết của người Mường Hòa Bình. Từ ngày 27 tháng Chạp, bà Bùi Thị Thao, xóm Quáng Trong, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, đích thân ra vườn nhà để chọn những quả đẹp nhất, để bày mâm ngũ quả và chọn những chiếc lá dong đẹp nhất để gói bánh chưng, bánh ống, dâng lên ông bà, tổ tiên. Là phong tục Tết ở người Mường mình ấy, là trước hết là mình phải dọn dẹp nhà cửa này, mới lại sửa soạn lại mộ cho ông bà này, mới lại lá bánh thì mình phải rửa sắn này. Xong đúng 28 Tết là thịt lợn mới lại gói bánh. Ra mùng 1 xuôi nhưng mà 30 trên này là xong, đến lúc là đến tầm 3-4 giờ đấy thì mới dọn hết, quay là hết năm cũ đấy. Đấy, bước vào năm mới đấy. Người Mường rất coi trọng không gian thờ cúng tổ tiên. Vì vậy, bàn thờ thường được đặt ở vị trí linh thiêng trang trọng nhất để tổ chức các nghi lễ thờ cúng. Ngày Tết, bàn thờ tổ tiên thường là do người đàn ông trong gia đình tự tay trang hoàng. Lễ đón Tết cho những gia đình trong Mường là nghi thức mời ông bà tổ tiên về ăn Tết, chủ yếu do các thầy mo Mường đảm nhiệm làm chủ lễ. Cái thứ nhất là cái ngày 30, ngày mùng 1 là mình phải cúng tổ tiên. Cúng tổ tiên là mời tổ tiên hết về trên nhà để ăn Tết. Đấy, mình sắp các cái mâm. Cái đấy là để tổ tiên người ta được tưởng nhớ đến cả một năm trời. Con cái là bắt đầu là mời tổ tiên về nhà để ăn Tết, để sang năm mới, để có cái là phụ lộc phụ tài cho con cháu cái. Thì là hàng năm thì là mình cũng phải đi cúng giúp cho người ta vào cái ngày, ví dụ như là ngày mùng 1 Tết đấy. Để chuẩn bị cho mâm cỗ cúng, những người đàn ông sẽ đảm nhận việc làm thịt, chế biến các món ăn mặn. Bên cạnh món thịt lợn luộc, gà luộc thì món thịt nướng là món ăn đặc trưng và phổ biến trong mâm cỗ của người Mường. Ngoài ra, món ăn trong ngày Tết của người Mường từ xưa đến nay không bao giờ thiếu bánh chưng vuông và bánh chưng ống. Chính vì vậy, người Mường gói bánh chưng ngày Tết không chỉ để thờ cúng ông bà tổ tiên mà còn làm quà lễ đi biếu Tết gia đình họ hàng, thầy cúng trong những ngày đầu xuân. Ngày Tết là đầu tiên là thịt lợn, xong là chuẩn bị những cái đồ để gói bánh này, làm bánh chưng này, bánh chay, xong làm bánh người trên Mường gọi là bánh uôi, mà dưới xuôi gọi là bánh tình yêu đấy. Cái bánh chưng là không cầu kỳ đâu, lấy chỉ có lấy lá là gói lại thôi, còn cái bánh uôi thì mình phải xay bột này, làm bánh uôi, bánh rán, vâng, để thờ ngày Tết đấy. Cùng với chuẩn bị rượu, thịt, bánh, người Mường còn trồng hoặc cắm một cây nêu trước cửa nhà. Khi các mâm lễ được đặt vào vị trí, thầy mo bắt đầu thực hiện khấn lễ bằng tiếng Mường cổ trong không gian gia đình ngày Tết ấm cúng, thể hiện đạo hiếu của người Mường với tổ tiên và thể hiện mong ước, phấn đấu để có một năm mới sung túc an lành. Trong những ngày Tết, người Mường còn có một phong tục đặc sắc mà họ lưu giữ được là hát sắc bùa. Đây là một thể loại hát chúc tụng năm mới. Là cái vai trò của cái ông mo Mường trong đời sống người Mường, nó như một cái vị trí thức dân gian, nó như một cái điểm tựa để trấn an các cái gia đình trong cái đấy. Nhưng mà thực ra thì cái hoạt động chính của mo và của thầy mo là trong tang lễ, thế còn lại có một số ít ở các cái địa phương thì họ cũng tham dự vào các cái nghi lễ gọi là cầu mạnh khỏe cũng như là cái cầu năm mới. Thì có thể nói rằng là cái vai trò của thầy mo trong những cái nghi lễ đấy là những cái người chủ tế và cũng là những cái người đứng ra để nói thay cái tiếng nói của người dân trong cái việc cầu mong cho cái sự tốt đẹp sẽ đến cho mọi người, đến với mọi người trong cái năm mới. Hiện nay, đời sống kinh tế của người Mường đã thay đổi, nhưng nếp sống tập tục ngày Tết vẫn được đồng bào Mường lưu giữ và truyền cho con cháu đời sau. Người dân Mường đang đón một năm mới với ước vọng được mùa sung túc cho cả năm. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ngày 21 tháng 1 đã sa thải tướng Júlio César de Arruda, chỉ huy quân đội nước này. Ngay sau đó, Tổng thống Lula da Silva cũng đã chỉ định người thay thế là tướng Tomás Miguel Ribeiro Paiva.
Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã nghi ngờ có sự thông đồng của một số người trong lực lượng vũ trang, nên không ngăn chặn được hàng nghìn người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro biểu tình quy mô lớn ở thủ đô Brasilia hôm 8 tháng 1. Trước đó, cơ quan công tố Brazil đã phát 5 lệnh truy nã và bắt giữ các quan chức chính quyền thủ đô Brasilia, trong đó có Thống đốc Ibaneis Rocha và quyền Giám đốc Sở An ninh Fernando de Souza Oliveira để điều tra về những cáo buộc liên quan tới vụ biểu tình bạo loạn và tấn công trụ sở các cơ quan công quyền hôm 8 tháng 1. Với các lệnh này, cảnh sát liên bang Brazil được phép khám xét trụ sở làm việc của chính quyền thủ đô Brazil cũng như nhà riêng của các quan chức có tên trong danh sách. Theo trang web của Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc, dịch vụ cấp thị thực của Nhật Bản tại Trung Quốc đã được nối lại. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin trong thông báo ngày 20 tháng 1, Đại sứ quán Nhật Bản cho biết do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dịch vụ cấp thị thực tại cơ quan ngoại giao này ở Trung Quốc tạm thời bị gián đoạn một thời gian. Dịch vụ này hiện đã được nối lại căn cứ theo diễn biến dịch bệnh tại Trung Quốc và những điều chỉnh chính sách phòng dịch của nước sở tại. Từ ngày 8 tháng 1 vừa qua, Trung Quốc đã mở cửa biên giới và dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch do dịch bệnh COVID-19 trong nước được kiểm soát. Tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa thông báo kế hoạch cắt giảm 12.000 việc làm, tương đương 6% lực lượng lao động của mình. Đây là động thái mới nhất trong quá trình cải tổ lĩnh vực công nghệ của Alphabet. Giám đốc điều hành Sundar Pichai cho biết trong vài năm gần đây, công ty đã tăng gấp đôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đáp ứng một thực tế kinh tế khác. Kế hoạch cắt giảm việc làm trên được Alphabet đưa ra sau khi đối thủ Microsoft cũng thông báo cắt giảm 10.000 việc làm. Kế hoạch của Alphabet sẽ ảnh hưởng đến các nhóm làm việc trên toàn bộ công ty, bao gồm cả khối tuyển dụng và một số khối chức năng của tập đoàn cũng như khối kỹ sư và sản xuất. Việc cắt giảm sẽ được thực hiện trên toàn cầu và tác động đến các nhân viên làm việc tại Mỹ ngay lập tức, trong khi tiến trình này sẽ kéo dài hơn ở các nước khác theo luật tuyển dụng và các thông lệ của từng nơi. Ngày 21 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và đệ nhất phu nhân Kim Kyung-hee đã gửi lời chúc Tết Nguyên đán tới người dân nước này. Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định trong năm mới, chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để tạo ra những đột phá mới dù triển vọng kinh tế ảm đạm trong nước và trên thế giới. Trong lời chúc Tết qua video, Tổng thống Yoon Suk-yeol tái khẳng định cam kết cải thiện sinh kế của người dân và quan tâm hơn nữa tới những người dễ bị tổn thương. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các binh sĩ, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa, những người vẫn tận tụy làm việc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hàn Quốc bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1. Đây là năm đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Hàn Quốc đón Tết Nguyên đán mà không áp dụng các biện pháp hạn chế phòng dịch. Theo Tổng công ty Đường cao tốc Hàn Quốc, từ ngày 21 tháng 1, một số tuyến đường cao tốc chính ở nước này đã xảy ra hiện tượng ùn tắc do người dân trở về quê hoặc đi du lịch dịp nghỉ Tết. Ước tính trong ngày 21 tháng 1 khoảng hơn 5 triệu phương tiện di chuyển trên các tuyến đường trên nước này. Như vậy là Tết âm lịch đã chính thức gõ cửa nhiều nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. Tại một thị trấn ở tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc, người dân đã tổ chức những bữa tiệc bàn dài truyền thống để đón mừng năm mới. Cùng với âm nhạc sôi động và những điệu nhảy truyền thống, bữa tiệc ngoài trời hoành tráng ở Chiết Giang được tổ chức tại thị trấn cổ Ô Trấn. Bữa tiệc đã thu hút hơn 200 du khách, chủ yếu là khách du lịch dùng bữa tại những chiếc bàn kê nối liền nhau dài hơn 100 mét trên con phố chính của thị trấn, góp phần khiến không khí lễ hội mùa xuân càng trở nên rộn ràng. Những người tổ chức cho biết bắt đầu từ ngày 21 tháng 1, mỗi ngày địa phương sẽ tổ chức hai bữa tiệc, một bữa trưa và một bữa tối, trong 6 ngày liên tiếp để chiêu đãi lượng du khách đang ngày càng tăng đến tham quan thị trấn Ô Trấn. Trong khi đó, tại làng Meiji của thị trấn Cam Thủy ở Trùng Khánh, hơn 150 người cũng đã tổ chức một bữa tiệc bàn dài để đón chào Tết âm lịch. Đây là truyền thống của nhóm dân tộc Miao chiếm 90% dân làng. Tất cả những người tham gia đều mặc trang phục dân tộc lộng lẫy và nhảy cùng Luxeng, một loại nhạc cụ dân gian làm bằng ống tre. Những người tổ chức đã chuẩn bị 12 món ăn tượng trưng cho 12 tháng trong năm, với mong muốn mọi người sẽ trải qua 12 tháng luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.